tra cả lớp. Cả lớp gấp hết sách vở và kiểm tra bài cũ. Hôm trước ủn chưa lên bảng đúng không em? Hôm nay Tùng Thính lên bảng đi nhá. Tùng đâu có biết. Dạ. Tốc độ chụp là gì? Tốc độ chụp là thời gian màn chập mở ra để ánh sáng đi vào cảm biến ạ. Thế tốc độ chụp thì ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh? Nếu mà cô chụp càng nhanh thì ảnh sẽ càng tối, còn nếu chụp càng chậm thì ảnh sẽ càng sáng. Đó. Còn gì nữa? Nếu mà cô chụp càng nhanh thì cô sẽ đóng mắt hơn chuyển động. Nếu mà cô chụp chậm thì cô sẽ có cái hiệu ứng gọi là dòng sông vượt mặt. Đó. Hết rồi. Có đấy. Hôm trước cho 10 điểm rồi nhá. Bây giờ về chỗ đi. Và hôm nay chúng ta sẽ sang yếu tố cuối cùng trong vấn đề kiểm soát ánh sáng. Đó chính là độ nhạy sáng ISO. Đầu tiên, ISO được biết tới là độ nhạy sáng của cảm biến máy ảnh. Ơ cô ơi! Ủa sao lại nói leo? Lần sau muốn nói phải giơ tay nhá. Thôi nói đi. Máy phim không có cảm biến mới có ISO mà. Đúng là máy ảnh phim thì không có cảm biến. Tuy nhiên thì độ nhạy sáng sẽ được gắn với mỗi cuộn phim. Ví dụ như khi các em mua một cuộn phim có độ nhạy sáng là 100 thì tất cả các kiểu ảnh chụp bằng cuộn phim đó sẽ có cùng một độ nhạy sáng là 100. Ngày nay đối với các máy ảnh kỹ thuật số thì độ nhạy sáng cũng được mô phỏng theo các cuộn phim ngày xưa. Và chúng ta có các giá trị phổ biến như là 100, 200, 400, 800 hay là cao hơn nữa là 6400, 12800. Khi chúng ta tăng ISO lên thì ảnh sẽ sáng hơn. Thế cô không nói sớm cứ tăng ISO lên thôi, học khẩu tốc làm gì hả cô? Tùng lại nói leo. Đúng là khi chúng ta tăng ISO lên thì ảnh sẽ sáng hơn. Nhưng đồng nghĩa với việc đó chính là ảnh sẽ bị nhiễu hạt. Bây giờ để biết nhiễu hạt là gì, chúng ta sẽ cùng đến phần thực hành. Thực hành nào cô? Đây, bây giờ chúng ta sẽ thử mức ISO đầu tiên. Đó là mức 200. 200, tối om vuông. Đấy, gần như là không nhìn thấy gì luôn. Bây giờ tăng lên 400 đi. Vẫn tối. Rồi, thế tăng tiếp lên. Chơi lớn luôn được không cô? 6 luôn. Vẫn hơi hơi chút, em tăng nữa nhá. Ừ, 3.2. Trông vẻ ngon hơn rồi cô ạ. Bây giờ tăng thử hẳn nữa lên xem nào. Bao nhiêu? 654. 12.8 đi cô. Ui giời. Thử nhá. Úi giời, sáng trưng cô ạ. Rồi. Đấy, em có thể thấy là chúng ta càng tăng ISO lên thì ảnh sẽ càng sáng hơn. Đúng. Như đã nói thì ISO càng cao, ảnh sẽ càng sáng. Tuy nhiên thì các em khi mà chụp, hãy chú ý xem là điều kiện ánh sáng đã đủ hay chưa. Ví dụ như khi chúng ta chụp ngoài trời, trời đã sáng rồi thì chúng ta có thể để mức ISO là 100. Còn khi chúng ta chụp trong nhà hoặc là chụp trời tối thì có thể tăng ISO lên để đảm bảo tốc độ. Thế thì sao lại phải đảm bảo tốc độ hả cô? Buổi trước đã dậy rồi mà không nhớ à? Khi chúng ta chụp chậm thì ảnh sẽ sáng hơn, nhưng đồng nghĩa là khả năng zoom sẽ tăng cao. Vì vậy nên các em nên tăng ISO thay vì chụp chậm. Bởi vì nên nhớ, ảnh nhiễu thì có thể cứu được, còn ảnh zoom trời cứu. Nhiễu này dùng kiểu gì cô? Cái thằng này nó bắp rẻ lắm thế à? Đúng rồi, nhiễu chẳng thịt thế này sao mà dùng được nhỉ? Cũng hơi căng đấy. Mà thôi không sao, phần mềm giải quyết được hết. Nhớ hả? Không sao, cô có cách. Các em có thể thấy, mặc dù là nhiễu thì có thể xử lý được, nhưng mà đừng quá lạm dụng phần mềm nhá. Và đó là tất cả những gì chúng ta học trong buổi ngày hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ có một buổi học rất quan trọng. Cả lớp nhớ về học bài đầy đủ nhá. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta càng tăng ISO lên thì ảnh sẽ càng nhiễu. Tuy nhiên mỗi chiếc máy ảnh thì đều có một mức ISO an toàn. Và làm thế nào để tìm mức này thì chúng ta sẽ lấy mức ISO cao nhất chia cho 4. Ví dụ như ở chiếc máy này chúng ta có mức ISO cao nhất là 12.800.
Vậy nên khi chia cho 4, chúng ta sẽ được mức ISO an toàn là 3200. Và ở mức ISO an toàn đó thì ảnh cho ra sẽ có độ nhạy chấp nhận được. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.